Thưa quý vị, sau thời gian tạm dừng thi công để phòng chống dịch COVID-19, trong những ngày này, trên các công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng, không khí khẩn trương làm việc đã diễn ra nhằm đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành sớm và vượt kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại dự án khu công viên phần mềm số 2 giai đoạn 1. Do chuẩn bị kỹ phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, nên ngay sau khi thành phố cho phép các công trình trọng điểm thi công trở lại, hơn 300 công nhân kỹ thuật thuộc công ty cổ phần Vinaconex 25 bắt tay ngay công việc đang dở dang trước đó. Các đơn vị cung ứng vật tư xây lắp liên doanh các nhà thầu thi công hạng mục tòa nhà văn phòng ICT 20 tầng cũng tập kết đủ vật liệu để sẵn sàng làm thêm giờ cho kịp tiến độ. Đối với cái lực lượng ở trại lán trại thì chúng tôi thực hiện theo cái nguyên tắc là ba tại chỗ. Còn đối với cái lực lượng nhân công và các cái nhà cung ứng vật liệu ở bên ngoài công trường thì chúng tôi phối hợp với ban quản lý xin giấy phép cấp giấy đi đường đối với sở xây dựng để cấp lại cái thủ tục để cho cái lực lượng này đi làm là công trường. Với nhân công đã đăng ký thực hiện 3 tại chỗ trong thời gian giãn cách, thì công ty lập danh sách để tiêm vaccine mũi 1 và đối với lao động bên ngoài thì các nhà thầu đã liên hệ chính quyền địa phương cấp giấy đi đường cho người lao động. Hiện nay, trên công trường có hơn 80% nhân viên kỹ thuật làm việc. Số công nhân còn lại bên ngoài thành phố, các nhà thầu đang xúc tiến thủ tục bảo lãnh đề nghị thành phố có văn bản hướng dẫn hỗ trợ công nhân vào làm việc. Hiện nay, cái vướng mắc lớn nhất á, đối với các nhà thầu thi công công trình trọng điểm của thành phố và đặc biệt là đối với công trình công viên phần mềm số 2 này thì cái lực lượng mà huy động để tối đa cái lực lượng so với trước dịch thì nó chưa đáp ứng được. Hiện nay thì đáp ứng khoảng tầm 80%. Thì cái còn 20% còn lại và thậm chí một số cái là huy động lớn hơn con số này thì nó nằm ở bên ngoài phạm vi thành phố. Thì mong rằng là thành phố có cái văn bản hướng dẫn để nhà thầu chúng tôi có huy động lực lượng bên ngoài vào tiếp tục thi công công trình để đẩy nhanh tiến độ công trình. Hiện nay hạng mục thi công tòa nhà văn phòng ICT 20 tầng đã vào giai đoạn nước rút nên liên doanh các nhà thầu đã tập trung nhân lực hoàn thiện hệ thống ốp lát, lắp vách kính, hệ thống cơ điện lạnh và phòng cháy chữa cháy để kịp bàn giao tòa nhà ICT 1 trong tháng 12 năm nay, tiếp tục phấn đấu bàn giao tòa nhà ICT 2 trước tháng 3 năm 2022. Dự kiến vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch đề ra.